mày với cái kho. Anh kiểu mày không biết ở đâu tới. Chơi với anh cái miếng cốt. Cái cốt này còn nóng luôn á. Bánh chuối, bánh lá với lại bánh bò. Sáng nay bão mưa gió quá trời. Rồi xin chào các bạn, bữa nay nhà mình ăn nuôi tiếp, cái này nuôi gái chứ không phải nuôi trai nữa. Nuôi xào hải sản, nuôi xào, nuôi sản, nuôi cái sản luôn, thịt bò, mực, rồi tôm. Còn mình thì ăn sáng với cái này nha. Bánh bò bông á. Nuôi này sớm mình ngâm nước rồi, xong bây giờ mình luộc nước sôi. Còn nuôi này thì khỏi rồi. Nuôi này đổ vô luộc luôn, nuôi ngũ sắc, nuôi sắn ốc. Nuôi rau củ. Cái cà rốt này vợ mình sắt hay xong rồi luộc cho nó mềm đi. Thiếu màu xanh nha các bạn. Màu xanh mình có trong hành với lại cũng nuôi nó cũng xanh.
ăn ta? Trời, nước nó mới ngon á. Rồi trộn nuôi vô nó gã không? Trời ơi, đâu nuôi mà gã. Hai cái chảo à. Hai rửa cái chảo em trụng củ sắn đó, hai xào riêng của hai mà biết ra đi. Có bò hả? Ừ. Lấy hiên nha nó. Rồi còn củ hành tây nữa mới bỏ nuôi vô. Rồi nuôi bỏ một lượng cái củ hành tây luôn. Có một con mới nhảy ra ngoài. Một chảo nuôi xào thập cẩm. Có ba nước xào nha, nước là nước ngọt không, em bỏ ra ăn cái gì khô gan khô khóc rồi. Xào nó phải có tí nước gì chứ. Rồi xong, ta là có một chảo nuôi. Giờ tới chị hai xào nuôi chai. Nuôi chai hả? Nãy em nuôi quá rồi chị nuôi chai. Nuôi chai mà có cơm mới ghê chứ. Nuôi chai chứ chị hai không ăn thịt bò, xào tôm với mực thôi. Rồi mời cả nhà dùng nuôi. Nhìn thấy cái gì mà thấy đó được. Rồi sách từ đâu ra đeo luôn. Dữ luôn ha. Của con à. Mày không có màu xanh, tao có màu xanh nha. Của con à. Trời mấy cặp người ghét chị bỏ hết rồi hả? Đâu có, tao biết gì không? À, đây là bé Quyên ăn một dĩa luôn. Anh ba dùng dĩa của em. Dĩa em. Má hai làm nguyên chảo luôn nè. Của con. Má hai có lâu cầm. Này để của con mà. Này em cũng có xanh vậy. Đây nè, má ăn nè. Của con nè. Ngoài của con. Của con. Mà cả nhà ăn gì? Ui. Ăn gì Quyên? Ui. Ăn gì mày ăn luôn nè. Vậy hết hả? Nãy là để tiêu nhóc. Hai nhóc không cho hai trái rồi. Rồi, ăn tiêu rồi. Hết phải sắc bằng ra mới được. Đi. Đạt tiền vô ăn luôn nè, hai bay. Xào. Nuôi 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 xào. Mai đã mình đã không lấy mấy cô à. Mua đâu hả cô? Cần tháo một tí rồi. Chợ. Cô à, thấy chắc cứ mua là mua luôn. Nó bất sợ á. Bữa nay mua ăn nhà ấm. Gạch khói mà đóng vô hai cái mét cua đâu đó. Cái bổ ăn tít cứu có trồng nhất kìa. Đừng ngắt luôn. Cái đũa nhất kìa. Nó làm khác trồng kìa. Đũa có trồng kẹt á. Mấy cô ăn thấy ngon. Có hôm nay mình bắt cá mình cái ao vô đó. Bữa nay chắc lỗi. Cá mà 300 kg hơn nén. 300 kg nén mười mấy con á, triệu bạc nữa. Mấy con.
ba con ba trăm mấy sáu con thấy đó mua cua vỏ không cua chắc ruộng cua ăn tính đấy mà chị ba mua thì hết dễ đâu không gặp tính chắc vậy đó rồi thật thật đúng dễ khắc luôn thật quá thật luôn mỗi ăn cua không biết mua cua thật không à cô mày mua cái đó cũng là có ngon đâu đâu có chắc đâu còn chắc còn ớt ủa ăn dăm cái đồ dởm vô cho mình không à trăm không thiếu luôn chứ trăm không hỏi à như cô mày nó cũng thiếu mà thiếu luôn nãy sợ bà nó bớt ba căn gian ba căn bớt khuôn nó đưa đầu gấu đó vô nó hai con thiếu nè căng thẳng lên nó uống căng lại cái lần rồi không rồi quá nào mượn căng đã thấy căng lưỡi không không cái ăn hai chén cơm mà ghê quá để máu lưỡi cái gì rồi xong xong buổi sáng sáng lót dạ với lại bánh bánh chuối bánh lá với lại bánh bò với lại nuôi xào rồi cảm ơn các bạn đã xem nhé hẹn gặp lại.